hành trình giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Nước mắt ngày về, trở về từ Campuchia sau chuỗi ngày kinh hoàng, tưởng chừng quá sức chịu đựng với cô bé 15 tuổi, Emo, quê Bến Tre, vẫn chưa tin đó là sự thật. Ngồi trên chuyến xe cùng những ân nhân của mình là anh Ngô Hữu Nhân và nhóm bạn, Emo không giấu được xúc động. Theo lời kể của anh Nhân, Emo là trường hợp mà cả nhóm phải rất là vất vả để chuộc thành công. Tin lời một người qua mạng xã hội về cơ hội làm việc nơi xứ người với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Sau cái gật đầu đồng ý, O được đưa lên ô tô đưa qua biên giới Long An, Campuchia. Sau giấc ngủ, O phát hiện mình đưa vào bên trong một tòa nhà canh gác nghiêm ngặt. Suốt hơn 4 tháng sau đó, O phải làm việc cho hàng loạt công ty do người nước ngoài điều hành. Công việc của em là lên mạng lừa đảo nhiều người đầu tư tiền ảo, tuyển dụng, việc nhẹ lương cao tại Campuchia. Những trường hợp tương tự như O, khi phải chấp nhận gần như toàn bộ yêu cầu của công ty, nếu từ chối sẽ bị chích điện, đánh đập. Không may mắn như em O, anh NXD, 26 tuổi, quê Bình Thuận, mong muốn có việc làm ổn định để gia đình thoát nghèo. Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng đã tiếp cận, lừa bán anh NXD sang Campuchia lao động. Thế nhưng chuyến đi sang nước bạn cũng là chuyến đi cuối cùng của người thanh niên trẻ. Ước mơ về công việc ổn định lo cho gia đình mãi mãi không thành hiện thực khi gia đình nhận được tin báo tử của anh. Một người đã ngã quỵ bởi nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Là một trong những người sang tận Campuchia mang cho cốt anh NXD về đoàn tụ gia đình, anh Nhân chia sẻ. Nhìn những người mẹ ngã gục ôm cho cốt của con mình, tim tôi như thắt lại. Không nói được nên lời, họ là những nạn nhân kém may mắn hơn những bạn được đưa về. Chúng tôi còn rất nhiều lời cầu cứu của các bậc phụ huynh. Nhưng vì nhiều lý do, hiện giờ chúng tôi không qua được Campuchia vì quá nguy hiểm, vượt ngoài khả năng của mình. Còn nước, còn tát. Gia đình bà LTBL ngụ tỉnh Bến Tre. Những ngày này thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Mỗi cuộc gọi đến trong điện thoại giờ đây là nỗi ám ảnh của gia đình. Thông qua tin nhắn từ anh Nhân, phóng viên đã liên lạc với gia đình bà LTBL để hiểu về trường hợp của gia đình. Chia sẻ trong nước mắt, bà L cho biết con gái bà tên T, 24 tuổi, vừa bị sang Campuchia làm việc cách đây một tuần. Trước đây, T làm ở khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nhưng như lời dụ dỗ của một người bạn nên bị lừa bán sang xứ người. Con tôi gọi qua mạng xã hội cầu cứu. Con tôi kể, ở Campuchia, người ta bắt ngồi máy tính lừa đảo người khác. Ban đầu, con tôi thấy trên mạng đăng tuyển việc làm. Chỉ làm trong nước thôi. Khi xuống xe mới biết đã bị lừa sang Campuchia làm việc, bà L bộc bạch. Cũng theo bà L, những người bên công ty con bà đang làm việc cho hay, nếu muốn T về Việt Nam thì phải chuyển một khoản tiền lớn cho các đối tượng. Tuy nhiên, số tiền chuộc này liên tục thay đổi theo từng ngày. Họ đòi số tiền hơn 100 triệu, yêu cầu chuyển vào tài khoản do họ cung cấp. Nhưng tôi không đồng ý mà muốn chuộc trực tiếp. Những ngày gần đây, con tôi gọi về cho hay người ta không cho chuộc nữa, mà phải ở lại làm đến hết tháng này. Như thế nào rồi mới được chuộc? Tôi chỉ mong nhà nước pháp luật chung tay cứu giúp T để gia đình tôi được đoàn tụ, bà L cho hay. Trở lại với câu chuyện với nơi làm việc của các nạn nhân người Việt Nam tại Campuchia, anh Ngô Hữu Nhân cho biết, toàn bộ khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những người bản xứ, người Trung Quốc. Riêng những người giao dịch với nhóm của anh là người Việt Nam. Vào làm việc tại đây, các lao động phải lên các trang mạng xã hội kiếm tiền về cho công ty. Nếu không làm được việc thì có thể bị bỏ đói. Có người bị bỏ nhịn đói 3 ngày, may mắn được nhóm anh chuộc thành công. Anh Ngô Hữu Nhân chia sẻ, đa số các nạn nhân bị lừa sang Campuchia độ tuổi từ 15 đến 21 hoặc 22 tuổi. Nhưng gần đây độ tuổi có tăng lên, thậm chí một số thanh niên trên 30 vẫn bị lừa. Một số trường hợp đi bán thận, chữa bệnh cho người thân, nhưng bị lấy hết cả nội tạng. Vì vậy tôi khuyên mọi người đều phải đề phòng, chứ không riêng gì những bạn trẻ. Đưa mắt nhìn xa xăm, anh Nhân bộc bạch.
Hàng ngày, nhóm của anh nhận hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi của các nạn nhân và gia đình về những trường hợp bị lừa sang Campuchia. Trong đó, có cả những phụ huynh giới thiệu quê Hậu Giang. Quỹ thời gian mỗi ngày có hạn, nhóm của anh vẫn chưa kịp đọc và trả lời hết những trường hợp này. Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc giải cứu các nạn nhân. Tôi mong mọi người được bình an và sớm được đoàn tụ với gia đình. Không còn những câu chuyện đau lòng vì nhẹ dạ cả tin về việc nhẹ lương cao nơi xứ người, anh Nhân bày tỏ. Hành trình giải cứu các lao động bị lừa sang Campuchia. Trước những lời kêu cứu của nạn nhân và gia đình, anh Ngô Hữu Nhân, tức Nhân Gà Vlog, cùng nhóm bạn của mình đã không đứng ngoài cuộc. Điều gì khiến họ chọn con đường đầy gian nan và nguy hiểm này? Phóng viên đặt câu hỏi, động lực nào thôi thúc anh và nhóm bạn của mình quyết định tham gia giải cứu các nạn nhân tại Campuchia? Anh Ngô Hữu Nhân trả lời, thật ra lúc đầu tôi có ý định đi Lào giải quyết công việc, nhưng khi nghe tâm sự phụ huynh của các bạn bị lừa bán sang Campuchia, tôi và NLB thấy có gì thân thiết như người thân trong nhà. Thấy họ khóc, nước mắt của những người mẹ làm chúng tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi quyết định bỏ chuyến đi Lào mà cùng đi Campuchia giúp bạn trẻ về Việt Nam đoàn tụ gia đình. Phóng viên hỏi tiếp, thay đổi quyết định để dấn thân vào một hành trình đầy nguy hiểm, hay nói đúng hơn là tự phát. Khi sang nước bạn, điều đầu tiên anh nghĩ là gì? Anh Ngô Hữu Nhân trả lời, khi qua chuột các bạn trẻ bên Campuchia, nhóm chúng tôi cũng có lo ngại. Mình bị động, lệ thuộc so với những đối tượng bên đó. Những yêu cầu mà họ đưa ra, gần như mình sẽ chấp nhận khoảng 90%. Họ yêu cầu làm những việc gì để chuộc được người hoặc nâng giá lên thì chúng tôi cũng đồng ý. Trừ trường hợp họ yêu cầu chuyển khoản thì chúng tôi không chuyển. Nơi chuộc người giống như nơi giam giữ. Khi vào bên trong, chúng tôi thấy cả những lồng sắt chứa người. Nhìn những hình ảnh đó, tôi khá lo lắng. Mình đơn độc nên rất sợ bị bắt và nhốt trong đó với những bạn trẻ, vì mình không có phòng thân, cũng như không có sự hỗ trợ của cảnh sát Campuchia. Nhìn những ánh mắt các bạn trẻ trong lồng sắt là sự khao khát tự do. Điều đó giúp mình lướt qua nỗi sợ, thôi thúc lao vào cuộc để chuộc người. Phóng viên lại tiếp tục hỏi, như vậy thực tế tại nơi chuộc người khác hơn so với hình dung của anh và nhóm bạn đồng hành? Anh Ngô Hữu Nhân trả lời, ban đầu hai anh em mình và NLB chỉ nghĩ đơn thuần là mang tiền qua cho người ta rồi chuộc người về. Nhưng thực tế rất kinh khủng. Khi sang nước bạn, chúng tôi nghe một người Việt sinh ra và lớn lên tại Campuchia từng đi chuộc người kể lại những câu chuyện rùng rợn xảy ra xung quanh công việc của anh ấy. Người này cho biết các bạn trẻ Việt Nam đang gặp nguy hiểm. Lúc đầu, mình nghĩ nguy hiểm như vậy khi chứng kiến thì mình mới thấy giống như địa ngục trần gian. Phóng viên lại tiếp tục hỏi, cuộc giải cứu những nạn nhân đầu tiên như thế nào? Các trường hợp được giải cứu, đâu là hoàn cảnh anh nhớ nhất? Anh Ngô Hữu Nhân trả lời, ngày đầu tiên, mình cùng với NLB đã chuộc thành công 3 bạn trẻ. Bạn đầu tiên được chuộc ra cũng chính là bạn hồi hộp lo lắng, cũng có giá chuộc thấp nhất trong 6 bạn. Khi lên xe nói chuyện với tôi, bạn ấy muốn khóc. Cảm xúc của tôi lúc đó khó diễn tả lắm. Da gà vẫn còn nổi. Trong 2 ngày, chúng tôi giải cứu được 6 bạn. Từ trước đến nay, nếu tính hết khoảng 12 bạn được giải cứu về Việt Nam, giá thấp nhất là 2.500 đô, cao nhất là 4.000 đô. Trường hợp mình nhớ nhất là bé O mới 15 tuổi. Buổi sáng sớm đến chuộc bé, chúng tôi giao tiền nhưng sau 2 tiếng vẫn chưa đón được em, cũng không liên lạc được với bé. Chúng tôi phải ngồi chờ một buổi mới được chuộc bé đó. Câu hỏi phóng viên, chi phí cho mỗi trường hợp được giải cứu là số tiền khá lớn, nhưng hầu hết các anh đều chi tiền túi. Nhưng số lượng nạn nhân thì rất đông. Thời gian tới nhóm bạn của anh dự tính ra sao?
Anh Ngô Hữu Nhân trả lời: "Thật ra lúc đầu nhóm chúng tôi không nghĩ sẽ chuộc nhiều bạn như vậy, nên số tiền tôi và NLB chuẩn bị cũng hạn chế. Gần như số tiền nhiều nhất là tiền NLB chi ra. Đến lúc chuộc bạn cuối cùng thì hết tiền. Vì vậy chúng tôi chỉ còn phương án dùng thẻ ghi nợ, dùng tiền trong thẻ đó để âm nợ, để chuộc và đưa bạn ấy về Việt Nam thành công. Trong tương lai thì công việc của chúng tôi là một YouTuber, người sáng tạo nội dung trên YouTube, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tính tôi thích phiêu lưu, khám phá đi khắp các vùng miền. Còn việc giải cứu các bạn bên Campuchia trở về thì hiện tại đã có lực lượng chức năng can thiệp rồi. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ nhường lại việc này cho cơ quan chức năng. Còn chúng tôi như vậy cũng đã thành công mãn nguyện rồi." Câu hỏi cuối cùng của phóng viên: "Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang tìm kiếm việc làm để tránh xa những việc không đáng có?" Anh Ngô Hữu Nhân trả lời: "Trước khi có lời khuyên thì mình nhận thấy một điều rằng những bạn trẻ bị lừa sang Campuchia đa số ham chơi, ít khi nghe lời gia đình, còn số ít vì gia đình khó khăn, thấy bên đó lương cao nên nhẹ dạ cả tin để qua Campuchia làm việc. Các bạn nghe lời những người bạn chơi thân rồi bị lừa sang Campuchia. Bên cạnh đó, khoảng 10% trong số những người bạn bị lừa sang Campuchia là do việc tìm kiếm trên mạng. Trong thời buổi bây giờ, biết rằng sau Covid-19 hoành hành thì vấn đề tìm kiếm việc để mưu sinh là rất khó khăn. Các bạn trẻ nếu còn ngồi ghế nhà trường thì cách tốt nhất là nên trau dồi kiến thức, sau đó trước mắt là làm những công việc chấp nhận là việc làm mình không mong muốn. Trường đời sẽ dạy cho mình cách để trưởng thành, va chạm để hoàn thiện mình hơn. Chứ qua nước bạn Campuchia thì sẽ gặp nhiều khó khăn như kiến thức xã hội rất ít, bất đồng ngôn ngữ và những nguy hiểm mà các bạn không lường trước được." Phóng viên: "Xin cảm ơn anh. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra 33 vụ với 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Trong đó kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 17 vụ, đang điều tra 15 vụ, tạm đình chỉ 1 vụ, đã tiếp nhận 39 tin tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người. Trong đó có 32 tin được tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2022, còn lại là các tin năm trước chuyển sang để tiếp tục giải quyết. Số nạn nhân được tiếp nhận xác minh giải cứu, hỗ trợ là 66 nạn nhân, gồm 26 nam và 40 nữ. Số nạn nhân dưới 16 tuổi là 6 người."